Hà Nội Fan Club thua liền 2 trận ở V-League 2023-2024. Thua Công An Hà Nội 0-2 ở vòng 3, Hà Nội Fan Club tiếp tục trắng tay tại V-League 2023-2024. Đây cũng là thất bại thứ 5 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Trước trận đấu ở Hàng Đẩy tối ngày 3 tháng 11, Hà Nội Fan Club đã thua Pohang Steelers 2-4, Urawa Red Diamond 0-6, Pohang Thi Tao 1-2 ở vòng bảng AFC Champions League và Hải Phòng 3-5 ở vòng 2, trận đầu tiên của họ tại V-League mùa này. Đây là chuỗi thua dài nhất trong một mùa giải của đội bóng thủ đô. Ở mùa 2016, Hà Nội từng thua 5 và hòa 1 sau 6 trận đầu mùa, nhưng mạch thua chỉ dừng ở 3 trận liên tiếp. Từ chỗ quyết tâm rất cao cho đấu trường châu Á, Hà Nội rơi vào tình cảnh rối ren, phải thay huấn luyện viên Bojida Bandovic chỉ sau 2 trận. Trợ lý Lê Đức Tuấn nắm tạm quyền cũng không giúp cải thiện tình hình, khiến nhà cựu vô địch phải đôn huấn luyện viên đội trẻ Đinh Thế Nam. Không những thế, phân nửa trong 6 ngoại binh không đạt yêu cầu khiến Hà Nội phải đăng ký thêm tiền đạo Brazil Denison Pereira sát giờ đóng cửa chuyển nhượng. Thực tế cho thấy, Hà Nội cần thêm rất nhiều thời gian để ổn định lại đội hình. Sau khi Phạm Tuấn Hải và Joey Tiger phung phí những cơ hội đáng kể đầu tiên, đội bóng thủ đô bắt đầu trả giá khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm trước lối chơi tốc độ của bộ ba tiền đạo ngoại Govan Mano, Giano Fiaho và Jefferson Elias bên phía Công An Hà Nội. Phút 29, tiền vệ Brandon Wilson mất bóng từ giữa sân. Trung vệ Nguyễn Thành Trung băng về cướp, nhưng cú phá bóng lại thành kiến tạo, để Giano Fiaho thoát xuống đặt lòng vào góc phải ngược hướng đổ người của thủ môn Bùi Tấn Trường. 13 phút sau, trung vệ Đào Văn Nam ập vào thiếu kinh nghiệm, để Govan Mano tân bóng qua đầu. Tiền đạo Brazil sau đó bứt tốc vượt qua thêm hai hậu vệ Hà Nội rồi truyền cho tân binh Jefferson Elias vừa chuyển đến từ Viettel dứt điểm vào lưới trống nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, Hà Nội dồn lên tấn công và liên tục có cơ hội. Phút 54, Nguyễn Văn Quyết sút chéo góc nhưng bị thủ thành Philip Nguyễn dùng chân cản phá. Một phút sau, Văn Quyết truyền đảo cánh trái sang phải để Văn Xuân căng ngang nguy hiểm nhưng Bùi Hoàng Việt Anh, người mới chuyển từ chính Hà Nội sang hè này, kịp có mặt giải nguy. Đó là tất cả những gì đội cựu vô địch làm được trước khi đành chấp nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước Công An Hà Nội. Không giành điểm sau 3 vòng đấu, Hà Nội xếp cuối V-League 2023-2024. Trận tiếp theo, họ gặp Pohang Thi Tao ở AFC Champions League vào ngày 8 tháng 11. Sau đó, đội nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11. Ngày 24 tháng 11, Hà Nội vào làm khách trước Bình Dương, đá bù vòng 1 V-League 2023-2024. Đội hình xuất phát: Công An Hà Nội, Philip Nguyễn, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hoàng Văn Toản, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân, Giannio Fiaho, Govan Mano, Jefferson Elias. Hà Nội Fan Club: Bùi Tấn Trường, Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long, Thành Trung, Đào Văn Nam, Brandon Wilson, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Joey Tiger. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.